tin Trump muốn Ukraine nhường lãnh thổ nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Cha gia nguy cấp trước các đợt tấn công của Nga. Ukraine đổi chiến thuật. Hé lộ vũ khí đặc biệt giúp Ukraine giảm số lượng binh sĩ giao tranh với Nga trên tiền tuyến. Phần Lan và Na Uy sẵn sàng điều binh tới Ukraine. Nga cảnh báo nóng. quân đội Israel chuẩn bị cho khả năng giao tranh ở phía Bắc. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một đề xuất khó tin dành cho Ukraine nếu nước này muốn nhanh chóng kết thúc xung đột với Nga ông trump cũng cho biết thêm rằng nếu ông đắc cử vị trí tổng thống mỹ thì nguồn viện trợ cho ukraine sẽ bị cắt bỏ vấn đề này viện trợ cũng đang khiến cho nội bộ chính phủ kiev hoang mang ông zelensky thừa nhận nếu viện trợ từ mỹ bị hủy bỏ thì ukraine chắc chắn sẽ thất bại trước nga Báo Washington Post ngày 7 tháng 4 dẫn các nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng cách buộc Kiev phải từ bỏ một số lãnh thổ như bán đảo Crimea hay vùng biên giới Donbass cho Nga. Thông tin trên được những người đã có thảo luận cùng ông Trump hoặc các cố vấn của ông tiết lộ nhưng giấu danh tính. Theo báo Washington Post, trong nỗ lực trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ với điều kiện ông được bầu làm tổng thống Mỹ. Báo Washington Post cũng nhận định cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề này là chưa từng được báo cáo trước đây và sẽ đảo ngược đáng kể chính sách của tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, vốn nhấn mạnh việc phải hạn chế sự gây hấn của Nga và cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng ông Trump cũng đã nhiều lần từ chối cung cấp chi tiết cho việc làm sao để nhanh chóng giải quyết xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Theo một nguồn tin tự nhận đã thảo luận trực tiếp với ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng cả Nga và Ukraine đều muốn giữ thể diện, họ muốn có một đường ra và người dân ở các vùng của Ukraine sẽ ổn khi trở thành một phần của Nga. Trước đó, hồi đầu tháng 3, ông Trump cũng từng tuyên bố sẽ không viện trợ tài chính cho Ukraine để chống lại Nga nếu ông tái đắc cử và hy vọng điều này sẽ góp phần chấm dứt xung đột thủ tướng hungary ông viktor orbán vốn là đồng minh thân cận lâu năm của ông trump cũng cho biết ông ấy chỉ trump sẽ không đổ một xu nào vào xung đột nga ukraine bởi rõ ràng ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình Xuyên suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump cũng nhiều lần kêu gọi không hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Khi được hỏi về việc Mỹ có nên gửi thêm vũ khí cho Ukraine hay không, ông Donald Trump đã nói, tôi cho rằng Mỹ nên hỗ trợ đàm phán hòa bình giữa hai nước Nga và Ukraine và tôi không nghĩ chúng ta nên gửi nhiều vũ khí cho họ. Ông Donald Trump cũng từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm nay bằng con đường đàm phán. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ sự lo lắng nếu ông Trump tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới, Mỹ sẽ giảm bớt hỗ trợ cho cả Ukraine và NATO. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã phải thừa nhận nước này sẽ thua và có khi sẽ mất một phần lãnh thổ trong cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ mới cho Kiev đây không phải lần đầu tiên nhà lãnh đạo ukraine cảnh báo điều này ông từng nói ukraine là vùng đệm an ninh giữa nga và nato nếu mất vùng đệm này an ninh châu âu sẽ bị đe dọa ông zelensky cho biết ukraine đang cạn kiệt vũ khí đạn dược trong khi nguồn viện trợ từ mỹ bị đình trệ trong khi gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất vẫn bế tắc tại Quốc hội, các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối tiếp tục hỗ trợ Ukraine, thay vào đó muốn chính quyền ưu tiên hơn cho các vấn đề trong nước như an ninh biên giới. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn BBC gần đây, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nhắc lại rằng phương Tây phải hỗ trợ Kiev lâu dài, ngay cả khi tất cả tin tưởng và hy vọng cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc trong tương lai gần. Theo lãnh đạo NATO, các nước phương Tây nên đầu tư vào khả năng phòng thủ của Ukraine để giúp quốc gia Đông Âu này có thể chống chịu tốt hơn trong trường hợp xảy ra những hành động thù địch trong tương lai. Tuy nhiên, ông Stoltenberg lưu ý Ukraine có quyền lựa chọn thời điểm và các điều kiện để tìm kiếm hòa bình với Nga. Ông Stoltenberg nói, rốt cuộc Ukraine phải quyết định loại thỏa hiệp nào họ sẵn sàng thực hiện, đồng thời nhấn mạnh vai trò của phương Tây là giúp Kiev đạt vị thế đàm phán có thể tạo ra kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định ông không thúc ép Kiev phải nhượng bộ bất kỳ điều gì và rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi Ukraine giành chiến thắng. Đầu tuần này, người đứng đầu NATO đã kêu gọi mạnh mẽ ủng hộ Kiev về lâu dài, thúc giục các thành viên trong liên minh quân sự này dựa ít hơn vào các khoản đóng góp tự nguyện và nhiều hơn nữa vào các cam kết của NATO. Theo một số hãng tin, ông Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỷ euro, tương đương 107 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 5 năm. Các chi tiết của sáng kiến này đang được thảo luận. Nói về việc đàm phán và đảm bảo an ninh cho Ukraine, phía Nga cho biết Nga sẵn sàng tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này, nhưng chỉ trên những điều kiện bình đẳng phù hợp với lợi ích an ninh quan trọng của Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố một cuộc đối thoại trung thực giữa Nga và Ukraine là có thể dựa trên thực tế mới, dựa trên những lợi ích an ninh của Nga. Trước hết như Tổng thống Vladimir Putin đã nói trong bài phát biểu gần đây, nhấn mạnh rằng ông đã sẵn sàng và tất nhiên chúng tôi đều sẵn sàng đảm bảo những thỏa thuận như vậy, có tính đến lợi ích an ninh của các quốc gia khác bao gồm cả Ukraine ngoại trưởng nga sergei lavrov được hãng thông tấn nhà nước ria novosti dẫn lời cho biết trung quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình hợp lý nhất cho đến nay để giải quyết xung đột ukraine hãng thông tấn nhà nước ria dẫn lời ông lavrov cho biết điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là kế hoạch hòa bình của trung quốc dựa trên phân tích lý do của những gì đang xảy ra và sự cần thiết phải loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này nó được cấu trúc logic từ tổng thể đến cụ thể nhà ngoại giao hàng đầu của nga lưu ý thêm kế hoạch này bị chỉ trích là mơ hồ, nhưng đây là một kế hoạch hợp lý mà Trung Quốc đề xuất để thảo luận. Cách đây hơn một năm, Bắc Kinh đã đưa ra một bản báo cáo 12 điểm, đưa ra những nguyên tắc chung để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nhưng không đi vào chi tiết cụ thể. Vào thời điểm đó, đề xuất đã nhận được sự hoan nghênh ở cả Nga và Ukraine, trong khi Mỹ cho biết Trung Quốc đang thể hiện mình là một nhà kiến tạo hòa bình nhưng phản ánh lời tường thuật sai lầm của Nga và không chỉ trích kế hoạch quân sự của Moscow. Ngoại trưởng Lavrov sẽ sớm gặp người đồng cấp Trung Quốc và Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước cho biết ông sẽ cân nhắc việc tới Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ 6 năm mới của mình. Nga cho biết sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về Ukraine, nhưng những điều này phải phản ánh cái mà họ gọi là thực tế mới trên thực địa. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình của riêng mình, kêu gọi chấm dứt xung đột và Nga rút quân hoàn toàn. Trong khi đó, Thụy Sĩ cho biết họ sẽ tổ chức một hội nghị dựa trên kế hoạch của Tổng thống Zelensky, nhưng Nga gọi sáng kiến này là vô nghĩa và nói rằng điều đó sẽ thất bại nếu không có sự tham gia của Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky phản nàn rằng các vấn đề của Ukraine đã bị cuốn vào chính trị nội bộ của Mỹ và điều này gây nguy hiểm cho khả năng chống lại Nga của nước này. Phát biểu trên truyền hình quốc gia vừa qua, ông nói rằng ở giai đoạn này, Kiev sẽ đồng ý với bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ Washington ngay cả dưới hình thức cho vay. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ vốn đang nằm trong tình trạng lấp lửng trong nhiều tháng. Mô tả sự hỗ trợ được chờ đợi từ lâu là rất quan trọng. Ông Zelensky cho biết, ông tin rằng chúng ta có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tích cực từ Quốc hội Mỹ. Ông phàn nàn, thật không may, chúng ta đang tin vào thực tế rằng đây là quá trình bầu cử. Cuộc xung đột của Nga chống lại Ukraine ngày nay đã trở thành một vấn đề chính trị nội bộ ở Hoa Kỳ đồng thời khiển trách các nhà lập pháp Mỹ về điều mà ông gọi là cách tiếp cận thiếu chiến chắn đối với vấn đề này, xung đột và an ninh toàn cầu nói chung. Tổng thống Ukraine cũng ra hiệu rằng Kiev sẽ chấp nhận hỗ trợ từ Mỹ dưới hình thức cho vay. Ông nói, bạn biết đấy, một thượng nghị sĩ gần đây đã đến đó và ông ấy hỏi, bạn có đồng ý cho vay tiền không? Hãy thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ lựa chọn nào và nói thêm rằng số phận của Ukraine đang ở thế cân bằng. Vị nghị sĩ mà ông Zelensky muốn đề cập đến không ai khác là Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, Lindsey Graham, người đã tới Kiev vào tháng trước để thúc đẩy kế hoạch viện trợ thông qua các khoản cho vay, điều mà cựu Tổng thống Donald Trump đã lần đầu tiên nhắc đến. Vào thời điểm đó, trong cuộc trò chuyện với ông Zelensky, ông Graham cho biết việc yêu cầu các đồng minh trả lại khoản tiền mà chúng tôi đã cho vay là hoàn toàn công bằng. Trong nhiều tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Quốc hội nước này phê duyệt gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa đã ngay lập tức phản đối đề xuất trên, yêu cầu chính phủ cần dồn mọi nguồn lực nhằm tăng cường an ninh biên giới với Mexico. Tuy nhiên vừa qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tiết lộ rằng, gói này có thể sẽ sớm được đưa ra biểu quyết với một số những đổi mới quan trọng, bao gồm đề xuất gia hạn khoản vay cho Ukraine, tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa và chuyển cho Kiev. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội Vcontactor rằng tại buổi lễ được tổ chức tại Bruxelles nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho biết đã nhận được quyết định thành lập phái đoàn NATO tại Ukraine. Nhà ngoại giao Ba Lan đảm bảo rằng điều này không có nghĩa là liên minh sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với Nga, mà họ chỉ tham gia công tác huấn luyện quân đội Ukraine trực tiếp trên lãnh thổ đất nước này, cũng như thực hiện một số hành động phối hợp. Ông Medvedev nhấn mạnh, binh sĩ NATO không bị buộc phải tham chiến nhưng nếu họ đã tình nguyện chiến đấu chống lại moscow thì chỉ có một con đường là đi vào chỗ thiệt mạng vậy nguyên nhân tại sao mà nga lại đưa ra cảnh báo cứng rắn đến như vậy đối với lực lượng nato bất kể họ tuyên bố là sẽ không trực tiếp đối đầu với nga giới quân sự nga cho rằng điều này xuất phát từ ba nguyên nhân chính thứ nhất binh sĩ nato sẽ giúp kiev chấn thủ các khu vực hậu phương của ukraine giúp quân đội nước này rảnh tay huy động thêm hàng trăm ngàn quân ra tiền tuyến chống nga đây là điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh lực lượng vũ trang Ukraine đang cạn kiệt nguồn binh sĩ mới bổ sung. Thứ hai, quân đội NATO sẽ trực tiếp huấn luyện binh sĩ ở Ukraine, giúp họ bắt kịp với những thay đổi nhanh chóng về chiến thuật, kỹ thuật tác chiến trên chiến trường, đồng thời bổ khuyết những hạn chế về sửa chữa, bảo dưỡng và sử dụng trang bị vũ khí kiểu phương Tây. Thứ ba, việc quân đội NATO tràn vào Ukraine cùng với số lượng lớn trang bị hạng nặng là điều thách thức đối với Nga vì họ có thể bí mật tuồn vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine một cách hợp pháp mà không cần đến việc phải xin phép quốc hội các nước. Điều này là rất nguy hiểm đối với Nga, bởi bất cứ khi nào nhận được thông tin tình báo về hoạt động của quân Nga là các lực lượng đặc biệt NATO có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình chiến trường, tăng cường ngay những vũ khí cần thiết cho các khu vực sung yếu của Ukraine. Với những nguyên nhân trên, dù quân đội NATO tiến vào Ukraine không trực tiếp tham chiến với lực lượng vũ trang Nga, nhưng sẽ gây ra những nguy cơ lớn đối với quân đội nước này. Do đó, việc Moscow tỏ thái độ cứng rắn và sẽ có đối sách mới đối với lực lượng quân sự của khối này là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, mặc dù là thành viên của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng Latvia lại phản bác quyết định đưa binh sĩ của lực lượng này đến Ukraine. Cụ thể, Thủ tướng Latvia Evika Silina phát biểu tại Berlin sau cuộc gặp với người đồng cấp Đức Olaf Scholz vừa qua rằng đưa quân đội đến không phải là điều Ukraine đang thực sự đề nghị chúng ta lúc này. Họ yêu cầu các thứ khác và tôi tin chúng ta cần tập trung vào những vấn đề đó. Theo bà Silina, các đồng minh phương Tây nên chú trọng vào việc mua sắm và chuyển giao vũ khí, đạn dược mà Ukraine cần để đối phó với Nga. Thủ tướng Latvia bổ sung, Latvia và Đức đã tham gia sáng kiến của Czech. Chúng tôi mua đạn dược từ ngoài châu Âu để viện trợ cho Ukraine nhanh hơn. Latvia cùng Anh đặt mục tiêu cung cấp 1 triệu máy bay không người lái UAV cho Ukraine và đang nỗ lực thực hiện trong vòng 1 năm. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Ukraine hôm 7 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông luôn ủng hộ các sáng kiến liên quan đến việc phương Tây hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine ngay trên lãnh thổ Ukraine. Hãng thông tấn UNN dẫn lời ông Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có một số đề xuất. Tôi ủng hộ một cách công khai và trong cuộc trò chuyện riêng với ông ấy về ý tưởng binh sĩ Ukraine được quân đội nước ngoài huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine. Tôi nghĩ việc này sẽ nhanh hơn nhiều so với việc binh sĩ Ukraine phải ra nước ngoài đào tạo rồi trở lại. Thứ hai là việc xây dựng các trung tâm sửa chữa thiết bị phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Điều này có hiệu quả và chúng tôi đang thực hiện. Nó nhanh hơn nhiều so với việc gửi xe tăng, xe bọc thép ra nước ngoài sửa chữa, thường mất tới 1 đến 3 tháng. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Ông Zelensky cho biết, ông cũng không có lý do gì để từ chối sứ mệnh bảo vệ biên giới Ukraine mà Tổng thống Pháp đề xuất. Ông nói, với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ông Macron nói rằng lực lượng Pháp có thể đến biên giới Ukraine. Chúng tôi làm sao có thể từ chối? Nếu họ tới, chúng tôi rất hoan nghênh. Ông Zelensky không bình luận về việc liệu lực lượng Pháp có sẵn sàng nổ súng để bảo vệ biên giới Ukraine nếu được điều tới hay không. Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky nói thêm rằng ông không thể kêu gọi các nước phương Tây đưa quân tới Ukraine tham chiến. Ông Zelensky cho biết, tôi muốn giải thích quan điểm của mình. Hôm nay tôi không thể công khai nói rằng quân đội các nước trên thế giới hãy đến Ukraine và chiến đấu, bởi vì Nga sẽ thổi phồng nó lên khắp mọi nơi. Họ sẽ bắt đầu tác động tới quốc gia khác rằng các nước này không nên gửi con cái đi chiến đấu rằng đây không phải là cuộc chiến của họ ông nói họ sẽ bắt đầu chia rẽ sự thống nhất ở các nước châu âu và nato điều đó sẽ nguy hiểm cho chúng tôi nếu tôi kêu gọi các nước gửi quân tới ukraine nga sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chúng tôi nhận được hỗ trợ quân sự từ các nước khác dư luận xã hội ở các nước sẽ bị chia rẽ họ sẽ gây áp lực lên các nhà lãnh đạo và điều đó sẽ làm chậm nguồn cung cấp vũ khí tài chính cho chúng tôi tuy nhiên ông Zelensky không phản đối nếu công dân nước khác muốn tới hỗ trợ lực lượng Ukraine. Ông Zelensky nói, chúng tôi không bao giờ phản đối nếu có ai muốn giúp đỡ. Thưa quý vị, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ rất nhiều chiến đấu cơ của Nga vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, hầu hết là ở phía đông Tuy nhiên, nếu những tổn thất lớn về chiến đấu cơ và lực lượng có thể ngăn cản lực lượng không quân Nga, thì điều này cũng không duy trì được lâu. Vì thế, hiện nay Ukraine đã thay đổi chiến thuật và đang thử một vài điều khác biệt. Đó là họ nhắm vào khoảng 200 chiếc su khôi còn lại trên mặt đất tại một trong những căn cứ lớn nhất của Nga. Ở một diễn biến khác, thì tình hình ở Chasovja ngày càng trở nên nguy cấp đối với quân đội Kiev vào lúc này khi các cuộc tấn công bằng pháo binh và ném bom lượn đang làm gia tăng tổn thất cho các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ thành phố. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine quyết định rút một số lực lượng dự bị khỏi hướng Zaporizhia và chuyển họ đến Chasovia để cứu nguy. Vừa qua, các UAV mang chất nổ của Ukraine đã tràn vào căn cứ không quân Nga ở Morozov, cách tiền tuyến phía đông Ukraine hơn 300 km. Các video ghi lại hình ảnh xung quanh căn cứ cho thấy các UAV lao vút qua và sau đó hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển căn cứ đặt trụ sở của Trung đoàn hàng không máy bay ném bom 559. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công có tới 26 tiêm kích Su-34 hai chỗ ngồi cũng như 3 tiêm kích một chỗ ngồi dường như là Su-35 đang đổ trên sân. Kyiv tuyên bố đã phá hủy 6 chiến đấu cơ của Nga nhưng hiện chưa thể xác nhận tuyên bố đó. Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp của Morozov ngày 5 tháng 4 không thuyết phục. Tuy nhiên, liệu Ukraine có phá hủy bất kỳ chiếc su khôi nào hay không và họ đã phá hủy bao nhiêu chiếc vẫn là vấn đề quan trọng. Ukraine đang triển khai các hệ thống tấn công sâu tốt nhất cũng như nhiều UAV tầm xa tự chế để tấn công các phương tiện quan trọng nhất của Nga, trong đó có các máy bay chiến đấu ném bom su khôi. Đây là một phần quan trọng trong chiến dịch mở rộng các cuộc tấn công UAV vào sâu trong biên giới Nga, một chiến dịch đã được tiến hành nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong đó có cuộc tấn công đặc biệt kịch tính do một máy bay thể thao robot chứa chất nổ nhằm vào một nhà máy sản xuất UAV của Nga. Việc Sukhoi đứng đầu danh sách các mục tiêu tiềm năng là điều hợp lý. Hiện nay những chiếc Su-34 đang triển khai bom lượn dẫn đường chính xác KB, vốn là vũ khí quyết định trong kế hoạch quân sự kéo dài 26 tháng qua của Nga ở Ukraina. Được thả từ khoảng cách 40 km hoặc hơn, Igor Sugar, một người lính thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine nói, những quả bom này có thể phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Vào đỉnh điểm trận giao tranh giành thành phố Avdiivka ở phía đông vào giữa tháng 2, quân đội Nga đã triển khai 250 quả bom lượn KB chỉ trong 2 ngày, khiến các lực lượng của Ukraine không thể phòng thủ và buộc phải rút lui. Chiến thuật mới này của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Chasovia cũng lâm vào tình cảnh tương tự như Avdiivka. Các cuộc tấn công bằng pháo binh và ném bom lượn đang làm gia tăng tổn thất cho các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine tại đây. Theo nhiều nguồn tin ở Kiev, trước tình hình nguy cấp đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tướng Sisky đã quyết định rút một số lực lượng dự bị khỏi hướng Zaporizhia và chuyển họ đến Zasovia, nơi quân đội Nga đã tiến vào các khu dân cư của Ukraine, tiểu khu Kanan, đồng thời tiếp tục tiến dọc theo hai bên sườn ở các khu vực Bosdanovska và Ivanovsky hiện tại bogdanovka là nơi lực lượng vũ trang ukraina buộc phải rút lui do lực lượng vũ trang nga đã thiết lập quyền kiểm soát khu vực rừng gần tiểu khu Chuyên gia phân tích quân sự người Nga Bodoliak viết trên kênh Telegram của mình cách đây ít hôm rằng các đơn vị của chúng tôi tiếp tục kiểm soát tuyến đường sắt và khu vực Đa Chát. Điều này cho phép chúng tôi đẩy lùi đối phương ra khỏi vùng Bốc Danoka sớm hơn một chút, nơi chúng tôi đang dần giải phóng. Ngoài ra, một ngày trước đó đã xảy ra các trận chiến trong khu vực Blue Mota, nơi các nhóm tấn công của chúng tôi đang cố gắng đột phá kênh Bắc Donetsk, Donbass mà dọc theo đó lực lượng ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ cho đến nay chưa có báo cáo cụ thể về tình hình từ hướng này các lực lượng nga hiện vẫn đang đối đầu quyết liệt với quân đội ukraine ở Yar trong bối cảnh lực lượng kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và đạn dược do viện trợ từ phương tây bị chậm trễ nga đang tranh thủ những bước tiến đạt được gần đây và lợi dụng những khó khăn của lực lượng ukraine lúc này quyết sớm kiểm soát cao các điểm ở chasipia Kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, các quốc gia phương Tây đã gửi hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine ngày càng suy giảm, trong khi kho vũ khí và đạn dược của Kiev dần cạn kiệt. Các lực lượng Ukraine đang phải tự phát triển những thiết bị quân sự và hệ thống vũ khí của riêng mình để có thể giành ưu thế trước quân đội Nga. Từ máy bay không người lái UAV được trang bị chất nổ cho đến xe bán tải dân sự có bệ phóng tên lửa phía sau. Ukraine đang tận dụng tối đa những gì họ có thể để đẩy lùi lực lượng Nga. Ukraine cũng tự chế tạo súng cối cùng đạn pháo 122 mm, 152 mm theo chuẩn Liên Xô. Các công ty Ukraine đang tìm cách đáp ứng nhu cầu đạn pháo 155 mm chuẩn NATO vốn dùng cho những khẩu pháo mà phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, dây chuyền sản xuất đạn pháo 155 mm của Ukraine khó có thể bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm nay. Ukraine tự chế nhiều loại vũ khí bằng cách sử dụng các phương pháp thô sơ để ứng phó với binh sĩ phương tiện, máy bay và tàu chiến của Nga. Chẳng hạn như kết hợp vũ khí do phương Tây sản xuất với vũ khí thời Liên Xô đã có trong kho vũ khí cũng như cùng các thiết bị khác. Ngoài ra, Ukraine đã lắp đặt hệ thống phóng tên lửa cải tiến trên xe bán tải dân sự. Với khả năng cơ động hiệu quả và độ sát thương của đạn nổ phóng bằng tên lửa, quân đội Ukraine coi phương tiện này là chiếc xe ác mộng. Binh sĩ Ukraine cũng lắp đặt những loại vũ khí khác lên xe tải dân sự. Chẳng hạn, một đơn vị quân đội Ukraine ở Kupiansk đã gắn những khẩu súng phòng không KS-19 từ thời Liên Xô lên xe tải dân sự để chiến đấu với Nga. Vào tháng 4 năm 2022, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, xoáy hạm của hạm đội biển đen của Nga. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái Sea Baby để nhắm mục tiêu vào các tàu của Nga. Đầu năm nay, một đơn vị quân đội đặc biệt của Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến nhỏ của Nga có tên Ivanovets bằng cách sử dụng 6 xuồng không người lái hải quân được điều khiển bằng vệ tinh. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều, phát nổ tạm thời, được chế tạo từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV giá rẻ, có khả năng mang chất nổ. Sự thành công của phương tiện không người lái, cả trên không và trên biển, đã dẫn tới sự bùng nổ trong ngành công nghiệp máy bay không người lái ở Ukraine. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết, khoảng 200 công ty ở Ukraine đã tập trung vào sản xuất máy bay không người lái, với số lượng giao hàng trong tháng 12 vừa qua tăng gấp 50 lần so với năm trước. Giống như quân đội Nga, lực lượng Ukraine cũng chế tạo những chiếc giáp lồng để bảo vệ các xe bọc thép khỏi các cuộc tấn công của UAV đối phương. Mặc dù vậy, những chiếc UAV FPV của Nga vẫn vượt qua được lớp phòng thủ này. Theo một nhà nghiên cứu vũ khí, những chiếc giáp lồng chủ yếu nhằm mục đích phòng thủ trước UAV Lancet của Nga. Những vũ khí tự chế của Ukraine không chỉ giới hạn ở những vũ khí trên mặt đất. Quân đội Ukraine đã lắp đặt tên lửa AGM-88 Hamm lên máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô. AGM-88 có thể phát hiện, tấn công và phá hủy anten radar hoặc chạm phát. Cựu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodges đánh giá rằng việc kết hợp tên lửa của phương Tây với máy bay thể hiện sự hiểu biết về kỹ thuật và chiến thuật của quân đội Ukraine. Trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không, binh sĩ Ukraine cũng kết hợp tên lửa đất đối không của phương Tây và các bệ phóng từ thời Liên Xô, hay còn gọi là hệ thống phòng không lai ghép, Frankensam Hệ thống phòng không lai ghép này xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng phòng không của Ukraine để bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng khỏi các cuộc không kích của Nga trong mùa đông. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa không đối không AIM-9 do Mỹ cung cấp để gắn vào bệ phóng từ thời Liên Xô. Loại tên lửa này cũng có thể được sử dụng trong khả năng không đối đất. Theo Business Insider, dù vũ khí thật có hữu ích như thế nào, Ukraine vẫn dùng mô nhử để đánh lừa lực lượng Nga. Việc sử dụng mô nhử trên chiến trường ở Ukraine trở nên khó khăn hơn do các công nghệ quân sự ngày càng phát triển như máy ảnh nhiệt giúp phát hiện vũ khí giả dễ hơn. Ukraine được cho là đã các bệ phóng tên lửa HIMARS giả làm từ gỗ để ngăn chặn hỏa lực tấn công mục tiêu thật. Binh sĩ Ukraine cũng chế tạo các tấm phản xạ radar tạm thời bằng cách tái sử dụng các thùng dầu cũ. Họ thậm chí còn tạo ra một số hệ thống rất thực với các bộ phận chuyển động. Theo đài RT, Kiev lâu nay quảng bá các xuồng không người lái trên biển của họ là một loại vũ khí tự chế đã nhiều lần được sử dụng để tấn công hạm đội Biển Đen của Moscow. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 4 khẳng định, những khí tài mới bị binh lính nước này phá hủy được các nước NATO cung cấp cho Ukraine. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin về cuộc tấn công, nhưng các nhân chứng kể đã xảy ra một vụ nổ lớn qua đêm tại thành phố Odessa, nơi được cho là căn cứ của các xuồng không người lái trên biển của Ukraine. Vụ nổ chính dường như xảy ra tại cảng của thành phố, tiếp sau là nhiều vụ nổ thứ cấp. Các lực lượng Moscow còn tiến hành một vụ tập kích riêng rẽ nhằm vào một kho nhiên liệu của Ukraine ở cảng Peresiv, ngoài ô Odessa, gây cháy lớn tại cơ sở này. Cho đến nay, vẫn chưa có đoạn video nào chứng thực cho những thông tin này xuất hiện trên mạng. Trong một động thái khác, đăng tải trên mạng xã hội X hôm 7 tháng 4, Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, các cấu trúc chính bảo vệ một trong các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ZNPP, lớn nhất châu Âu của Ukraine đã hứng chịu ít nhất 3 phát bắn phá trực tiếp trong ngày. Ông Grossi mô tả đây là sự cố đầu tiên kiểu này xảy ra kể từ tháng 11 năm 2022 và sau khi lãnh đạo IAEA đặt ra 5 nguyên tắc cơ bản để tránh một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng. Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ chính xác loại vũ khí nào đã được sử dụng để tập kích cơ sở ZNPP, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga ngay sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Ban quản lý nhà máy do Nga bổ nhiệm cáo buộc quân Kiev đã dùng máy bay không người lái UAV tập kích cơ sở này. Họ lưu ý, mức độ phóng xạ tại ZNPP hiện vẫn ở mức bình thường và không có thiệt hại nghiêm trọng nào sau sự cố. Trước đó, giới chức Nga cũng đã cáo buộc quân đội Ukraine triển khai UAV tập kích nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Cảnh báo điều này có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc. Ban quản lý do Nga bổ nhiệm cáo buộc máy bay không người lái UAV chiến đấu của lực lượng Ukraine gần đây liên tục xuất hiện ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhiều vụ tập kích được ghi nhận ở cảng bốc dỡ hàng và trạm cấp khí nitơ oxy số 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow từng yêu cầu Kiev và phương Tây không tìm cách tấn công hoặc gây bất ổn tình hình ở nhà máy Zaporizhia, đồng thời kêu gọi các chuyên gia cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ghi lại bằng chứng về những cuộc tập kích do Ukraine tiến hành. Nhà máy Zaporizhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, quân đội Nga kiểm soát nhà máy này từ những ngày đầu xung đột. Kể từ đó, Moscow và Kiev thường xuyên cáo buộc lẫn nhau pháo kích về phía nhà máy, gây nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Tổng thống Zelensky đã cảnh báo khả năng Ukraine bại trận trước Nga nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ quân sự lớn bổ sung. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh đất nước của ông sẽ khó có thể tồn tại và nếu Ukraine thua trong cuộc xung đột này, các quốc gia khác sẽ bị tấn công. Ukraine ngày càng đưa ra những lời kêu gọi khẩn thiết để Mỹ thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mà Đảng Cộng hòa chặn suốt nhiều tháng qua. Mỹ cho đến nay vẫn là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, nhưng sự phản đối gay gắt từ các thành viên Đảng Cộng hòa cứng rắn ở Quốc hội đe dọa nguồn viện trợ tương lai. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng áp lực lên nhiều thành phố tiền tuyến, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Rõ ràng khả năng phòng không hiện tại của Ukraine là không đủ và các đối tác của chúng tôi cũng thấy rõ điều đó." thế giới phải thấy được nỗi đau mà Nga đang gây ra cho Kharkov. Các hệ thống phòng thủ trên thế giới có thể giúp ích và tất cả những gì chúng tôi cần là ý chí chính trị để chuyển các hệ thống này tới Ukraine. Về phía phương Tây, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh rằng phương Tây phải ủng hộ Ukraine về lâu dài, ngay cả khi cuộc xung đột chấm dứt sớm như mong đợi. Đồng thời, ông gợi ý rằng quyền lựa chọn thời điểm và điều kiện hòa bình với Nga phụ thuộc hoàn toàn vào Ukraine sau cùng thì chính Ukraine phải là bên quyết định sự thỏa hiệp họ sẵn sàng đưa ra. Ông Stoltenberg cũng khẳng định vai trò của phương Tây chỉ là giúp Ukraine đạt vị thế đàm phán có thể mang lại kết quả chấp nhận được. Tuy vậy, ông nhấn mạnh không thúc giục Ukraine nhượng bộ mà cho rằng hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được với một chiến thắng cho Kiev. Liên quan đến tình hình giao tranh, các lực lượng Nga trong những tuần gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công cơ giới lớn và thường xuyên hơn nhằm vào quân đội Ukraine. Điều này cho thấy có thể Moscow đang hy vọng sẽ đạt được đột phá trước khi sự hỗ trợ của phương Tây đến Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay Ukraine vẫn có thể xoay sở để đối phó với các cuộc tấn công này, bao gồm cả bộ binh được hỗ trợ bởi các phương tiện bọc thép, bất chấp việc phải vét đáy thùng để có đạn dược, vũ khí và vật tư. Đây là cuộc tấn công đầu tiên có quy mô lớn như vậy được Nga tiến hành kể từ khi họ bắt đầu nỗ lực giành Adipka vào tháng 10 năm ngoái. Các chuyên gia về xung đột nhận định, có một số cách giải thích khác nhau về sự gia tăng đột ngột của các cuộc tấn công cơ giới từ Nga. Theo đánh giá, các lực lượng của Nga có lẽ đang tăng cường các cuộc tấn công cơ giới trước khi địa hình lầy lộ trở nên rõ rệt hơn vào mùa xuân và khiến các phương tiện di chuyển khó khăn hơn. Bùn có thể là trở ngại đáng chú ý trên chiến trường vào mùa xuân và mùa thu, cũng như từng là mối lo ngại trước đây khi Ukraine nhận được xe tăng do phương Tây sản xuất cho cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những cuộc tấn công cơ giới này có thể được tính toán đúng thời điểm để tận dụng tối đa những khó khăn hiện tại của Ukraine. Đáng chú ý các cuộc tấn công trên dường như diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tăng cường, cho thấy một nỗ lực chung của các lực lượng Moscow. Hiện nay, Ukraine vẫn đủ khả năng chống chịu cho các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu họ có thể duy trì phòng tuyến giữa lúc đối mặt với những hạn chế trong sự hỗ trợ của phương Tây hay không. Các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đạn dược và vật tư trong những tháng qua. Theo nhà lãnh đạo này, các lực lượng Nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào các khu vực tiền tuyến và biên giới đồng thời phá hủy nhiều thành phố và làng mạc ở Ukraine. Cũng theo ông Zelensky, bom lượng dẫn đường đã được Nga sử dụng để tấn công thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine, phá hủy nhiều cơ sở hạ à tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Ông Zelensky cho rằng điều này sẽ không xảy ra nếu Ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy để bảo vệ các thành phố trước các lực lượng Nga. Các nhà phân tích đã đề cập về thất bại của Ukraine trước cuộc tấn công cơ giới của Nga. Họ có thể đã phải tiêu tốn số lượng đáng kể trang thiết bị để phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga. Theo đó, với nguồn cung khan hiếm, việc duy trì một hệ thống phòng thủ vững chắc lâu dài có lẽ là điều không thể. Trước thời điểm tròn 2 năm Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine, đa số các chuyên gia quốc phòng dự đoán xung đột sẽ rơi vào bế tắc trong năm 2024, dẫn đến không bên nào đạt được hoặc tổn thất đáng kể về lãnh thổ. Tuy nhiên, chỉ trong một vài tháng đầu năm nay, số lượng binh sĩ và vũ khí tăng vọt của Nga đã làm suy giảm khả năng phòng thủ cũng như bước tiến của Ukraine, đặc biệt ở khu vực phía đông, nơi Moscow giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Adipka cùng một số vùng đất nhỏ trong những tuần gần đây. Ben Berry, học giả cấp cao chuyên nghiên cứu chiến tranh mặt đất tại Tổ chức Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh IISS cho hay, Nga đang giành được đà tấn công giữa bối cảnh sự hỗ trợ của phương Tây chứng lại, do đó những tháng tới sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng với hướng đi của cuộc xung đột. Trong kịch bản tệ nhất, một số khu vực trên tiền tuyến của Ukraine có nguy cơ sụp đổ. Chuyên gia này đánh giá, sự sẵn sàng của Moscow trong việc giành lãnh thổ bất chấp tổn thất lực lượng kết hợp với việc tăng cường sản xuất đạn pháo đã đối lập sâu sắc với việc Ukraine thiếu nguồn cung đạn dược ổn định và lâu dài từ phương Tây. Những nhân tố này đã tạo điều kiện cho hầu hết sự dịch chuyển về đà tiến công trên bộ gần đây giữa bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba. Với tình trạng hiện nay của Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời nói rằng Berlin sẽ không ngừng nỗ lực ủng hộ Kiev. Ông Olaf Son phát biểu tại cuộc gặp của các nhà dân chủ xã hội châu Âu ở Bucharest, Hungary hôm 6 tháng 4 rằng xung đột ở Ukraine kết thúc vào thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định rút binh sĩ khỏi Ukraine. Tuy nhiên, ông ấy sẽ chỉ đưa ra quyết định đó nếu nhận ra rằng mình không thể giành chiến thắng trên chiến trường. Bên cạnh đó, ông Sol cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine là chìa khóa để khôi phục hòa bình ở châu Âu. Ngoài ra, Thủ tướng Sol cho biết cái tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào, bao gồm một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Nga và NATO, là sự răn đe hiệu quả. Ông Sol nói, vì vậy chúng tôi đang cùng nhau đầu tư nhiều hơn vào an ninh và quốc phòng để không ai có thể tấn công chúng tôi, đồng thời kêu gọi xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu mạnh mẽ và thực chất. Mới đây nhất, trong cuộc phỏng vấn với bbc tổng thư ký nato jens stoltenberg nhắc lại phương tây phải hỗ trợ ukraine về lâu dài ngay cả khi nato tin tưởng và hy vọng rằng xung đột sẽ kết thúc trong tương lai gần ông stoltenberg nói thêm các quốc gia phương tây nên đầu tư vào khả năng phòng thủ của ukraine để giúp nước này trở nên kiên cường hơn trong trường hợp xảy ra các hành động thù địch trong tương lai đồng thời tổng thư ký nato jens stoltenberg đánh tiếng rằng ukraine có quyền lựa chọn thời điểm và điều kiện để tìm kiếm hòa bình với nga Ông Stoltenberg nói, cuối cùng, Ukraine phải là người quyết định thỏa hiệp như thế nào và bổ sung rằng vai trò của phương Tây là giúp Kiev đạt được một lập trường đàm phán có khả năng tạo ra kết quả có thể chấp nhận được. Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh, ông không thúc ép Kiev phải nhượng bộ bất kỳ điều gì, đồng thời khẳng định hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi Ukraine giành chiến thắng. Thưa quý vị, phương tiện mặt đất không người lái UGV được đánh giá giúp Ukraine giảm số lượng binh sĩ giao tranh với Nga, song hiệu quả của vũ khí này vẫn cần thời gian kiểm chứng. Theo tờ Business Insider, một đoạn video do Lữ đoàn Cơ giới số 63 của Ukraine mới đăng trên Telegram cho thấy một phương tiện mặt đất không người lái UGV di chuyển trên địa hình gồ ghề đến rìa chiến hào của Nga, sau đó vụ nổ lớn xuất hiện khiến một người phải bỏ chạy máy bay không người lái UAV trở thành vũ khí đắc lực được cả Nga và Ukraine sử dụng kể từ khi xung đột bùng nổ, và UGV là hiện tượng mới nổi gần đây. Hội tháng 3, United 24, một nền tảng được chính phủ Ukraine hậu thuẫn, chia sẻ trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, về việc một số loại UGV đang được đưa vào sản xuất hàng loạt. Và mới đây, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov đã công bố đoạn video về vụ tấn công của Ratel -S, một loại UGV được điều khiển từ xa, mang theo bom và mìn chống tăng. Song ông Samuel Bendet, nhà phân tích về công nghệ quân sự của Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA ở Mỹ, nhận định công nghệ UGV vẫn còn một chặng đường dài để bắt kịp hiệu quả của UAV. Ông Bendet nhấn mạnh hiện tại còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của các UGV. Việc vận hành UGV khó khăn hơn do tính đến yếu tố địa hình và các chướng ngại vật khác nhau. Cả Nga và Ukraine đang thử nghiệm nhiều thiết kế phục vụ những nhiệm vụ khác nhau, tính cả tới chi phí lắp ráp thấp và sản xuất các phương tiện nhỏ, gọn nhẹ. Bà Natalia Kuznetska, quan chức ở Praver 1, một nhóm đơn vị phát triển công nghệ quân sự do các cơ quan chính phủ Ukraine thành lập cho hay. Mục tiêu chính của UGV là giảm thiểu sự tham gia của con người trong chiến đấu bà Kuznetska nhấn mạnh, chúng sẽ bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho các binh sĩ Ukraine. Vừa qua, theo Eurasian Times, trong một đoạn phim được công bố, các lực lượng Ukraine đã trình diễn việc triển khai phương tiện mặt đất không người lái UGV phá hủy một cây cầu bên trong khu vực do Nga kiểm soát. Đoạn video do nhà báo Ukraine Andriy Shablienko lần đầu tiết lộ trên Telegram đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác nhau. Đoạn video đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chiến lược sáng tạo được sử dụng trong chiến đấu. Đoạn video ghi lại cảnh chiếc UGV chở đầy chất nổ đang di chuyển để thực hiện nhiệm vụ. Trong những cảnh mở đầu của đoạn video, một người lính đã kiểm tra UGV trước khi nó được điều khiển từ xa tới mục tiêu. Sau đó, chiếc UGV vượt qua địa hình khó khăn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đoạn video được quay từ một máy bay không người lái cho thấy hành trình của chiếc UGV khi nó đi qua địa hình rộng lớn gặp phải nhiều chướng ngại vật khác nhau, bao gồm vật liệu chưa nổ và một chiếc xe tăng Nga bị bỏ rơi dọc tuyến đường. Tuy nhiên, bất chấp quãng đường khó khăn này, chiếc UGV vẫn khéo léo di chuyển xung quanh các chướng ngại vật, mang đến cho người xem góc nhìn siêu thực về sự tiến bộ trong công nghệ của UGV. Đoạn cao trào của video được diễn ra bên dưới một cây cầu đường bộ, nơi chiếc UGV kích nổ khối thuốc nổ mang trên mình, dẫn đến một vụ nổ lớn. Chú thích kèm theo video khẳng định chiếc xe đã đi được quãng đường gần 4 km. Việc sử dụng công nghệ không người lái cho thấy sự phát triển của giao tranh hiện đại, trong đó các phương tiện mặt đất không người lái đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các hoạt động chiến lược. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu ngày 6 tháng 4 cho biết, Ukraine có thể tin tưởng vào năng lực chống lại bom dẫn đường trên không của Nga. Cho đến nay, Chúng tôi chỉ sử dụng hệ thống phòng không để chống lại máy bay chiến đấu mang bom dẫn đường của Nga. Việc sử dụng hiệu quả hệ thống phòng không này đã buộc đối phương phải phóng bom từ khoảng cách xa hơn. Theo tổng thống Zelensky, Ukraine đang phát triển một loại vũ khí để chống lại loại bom dẫn đường này. Đó là một loại vũ khí nội địa và thông tin chi tiết không được tiết lộ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói thêm rằng, lựa chọn thứ ba để chống lại bom dẫn đường là máy bay chiến đấu, nhưng chúng chưa đủ nên phải kết hợp phòng thủ. Ông lưu ý Số lượng máy bay mà phương Tây hứa cung cấp cho Ukraine chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu của nước này. Trong khi đó, ngoại trưởng Ukraine nhận định với Financial Times, các lực lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng bom dẫn đường trên không, những vũ khí đã quét sạch các vị trí của chúng tôi. Ông Kuleba cho biết, không thể trốn tránh những quả bom dẫn đường và cách duy nhất để bảo vệ bạn khỏi chúng là bắn hạ những máy bay ném bom mang những quả bom này. Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu cho biết chỉ trong tháng 3, Nga đã sử dụng 400 tên lửa các loại, 600 máy bay không người lái xa hết và 3.000 quả bom dẫn đường để tấn công Ukraine. Nhiều thành phố và làng mạc của Ukraine đã bị phá hủy, đặc biệt khu vực tiền tuyến và biên giới là những nơi hứng chịu tổn thất nặng nề nhất. Ông Zelensky lưu ý rằng, các cốp đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Từ tháng 2 năm 2022 và nay, quân đội Nga tiếp tục sử dụng bom dẫn đường để tấn công thành phố. Ngoài ra, Nga còn tăng cường sử dụng bom lượn dẫn đường có điều khiển ở các khu vực tiền tuyến trong những tháng gần đây. Chúng được thả từ máy bay chiến đấu bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát và lướt về phía mục tiêu với tốc độ cao. Đối với Moscow, đây là loại vũ khí hiệu quả tấn công các công sự và tòa nhà của Ukraine gần khu vực mặt trận, bởi đây là cách tấn công mục tiêu thiên về sức mạnh của vụ nổ hơn là độ chính xác. Tổng thống Zelensky cho biết, bom lượn dẫn đường đã được Nga sử dụng để tấn công thành phố Kharkov, lớn thứ hai của Ukraine phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự. Theo hãng tin Reuters, trong những tuần qua, Nga đã liên tiếp triển khai các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, bao gồm các cơ sở năng lượng. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn tại một pháo đài quân sự ở khu vực phía đông bắc Chernihiv, giáp biên giới với Nga, và được truyền hình Ukraine phát sóng ngày 6 tháng 4 nếu Nga tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như cách họ đã làm vào tháng trước, chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác biết điều đó. Theo ông Zelensky, Ukraine có đủ kho dự trữ để đối phó với Nga trong thời điểm hiện tại. Nhưng nước này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần được bảo vệ. Cũng theo ông, một số đạn pháo đang được cung cấp cho Ukraine theo các sáng kiến nước ngoài, nhưng ông không chỉ rõ tên và chúng đã được sử dụng cho các hoạt động phòng thủ. Ông Zelensky tiết lộ, chúng tôi không có đạn pháo để phản công mà chỉ để phòng thủ. Có một số sáng kiến và chúng tôi đang nhận được vũ khí. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba gần đây cũng thừa nhận bom lượn Nga thường xuyên phá hủy các vị trí của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nhận định với Financial Times, các lực lượng của Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng bom dẫn đường trên không, những vũ khí đã quét sạch các vị trí của chúng tôi. Ông Kuleba cho biết không thể trốn tránh những quả bom dẫn đường và cách duy nhất để bảo vệ bạn khỏi chúng là bắn hạ những máy bay ném bom mang những quả bom này. Theo Ngoại trưởng Ukraine, Kiev sẽ không thể nhận được tiêm kích F-16, loại máy bay được cho là có thể cải thiện tình hình trên không, sớm nhất là cho đến giữa mùa hè. Mặt khác, Nga trước đó đã tăng cường các cuộc tấn công bằng bom lượn để nhắm vào hệ thống phòng thủ của Ukraine. Máy bay Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí của Ukraine trong gần 3 tháng qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gavriliuk, viết trong một bài xã luận cho hãng thông tấn Ukraine Form. Ông cho biết con số này cao hơn nhiều so với năm trước. Nga đã tìm ra một chiến thuật hiệu quả nên nhanh chóng tăng cường sản xuất các loại bom lượn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc sản xuất một số loại đạn dược đang gia tăng, bao gồm bom FAB-500 nặng 500 kg, FAB-1500 nặng 1,4 tấn và bom FAB-3000 nặng 3 tấn. Tất cả được cho là đều được sửa đổi và biến thành bom lượn. Theo ông Justin Brunk, một chuyên gia về không quân tại Viện Nghiên cứu Thống nhất Hoàng gia, Rusi, của Anh. Nhiều quả bom lượn của Nga đang được thả ở khoảng cách lên tới 50 km hoặc xa hơn phía sau chiến tuyến, khiến Ukraine khó có thể tấn công những máy bay này bằng các hệ thống phòng không hiện có, ngoài hệ thống MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. Thưa quý vị, sau khi Phần Lan vừa ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine và hủy hoại gần như hoàn toàn mối quan hệ hợp tác với Nga, nước này cùng Na Uy đã tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai quân tới Ukraine, mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch gì cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh rằng NATO muốn hỗ trợ cho Ukraine tới mức Kiev thành công, còn nga thì thất bại. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ European Pravda, ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide tuyên bố nước này không loại trừ khả năng triển khai quân tới Ukraine, mặc dù hiện tại chưa có kế hoạch gì cụ thể. Đồng thời nhấn mạnh rằng NATO muốn hỗ trợ Ukraine tới mức Kiev thành công, còn Nga thì thất bại. Song vị Bộ trưởng lưu ý rằng các cuộc thảo luận về khả năng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine không hẳn là về các đơn vị chiến đấu đối đầu trực tiếp với Nga mà thiên về hỗ trợ, huấn luyện, cố vấn quân sự. Tương tự như Na Uy, Phần Lan cũng không loại trừ khả năng đưa lực lượng tới Ukraine dù hiện tại chưa có kế hoạch. Theo hãng thông tấn RBC Ukraine, Ngoại trưởng Phần Lan Elena Vantonen cho rằng tổng thống pháp emmanuel macron đã làm điều đúng đắn khi buộc nga phải suy xét về làn danh đỏ trong sự hỗ trợ của phương tây dành cho ukraine trước đó tổng thống pháp emmanuel macron tuyên bố không loại trừ khả năng đưa quân đội các nước phương tây tới hỗ trợ ukraine điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các đồng minh nato trước na uy và phần lan một số nước đã cho biết họ sẵn sàng cân nhắc khả năng này trong đó có litva latvia estonia và canada trong bối cảnh không loại trừ khả năng đưa lực lượng tới ukraine chính phủ Na Uy thông báo sẽ tăng số lượng lính nghĩa vụ từ 9.000 lên đến 13.500 quân. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, John Arin Graham cho biết, lực lượng vũ trang Na Uy sẽ tăng dần số lượng lính nghĩa vụ tham gia thời gian phục vụ ban đầu hàng năm và sẽ có hơn 100 triệu euro được đầu tư vào cơ sở của quân đội Na Uy ở Teningmoen, phía bắc Oslo. Tại đây, quốc gia thành viên NATO sẽ tập hợp và đào tạo các tân binh. Về phía Phần Lan, đại sứ Nga Pavel Kuznetsov tại nước này cho biết Phần Lan hoàn toàn có khả năng gửi lực lượng tới Ukraine. Quyết định của nước này sẽ phụ thuộc vào Washington. Trong bối cảnh đó, đại biểu Duma quốc gia Nga từ Sevastopol, Dmitry Belik cảnh báo toàn bộ binh sĩ của quân đội nước ngoài đưa tới Ukraine sẽ được coi là lính quân sự tư nhân và không được quân đội Nga coi là một phần của lực lượng hợp pháp. Riêng với trường hợp của Phần Lan, ông Kuznetsov nhấn mạnh trong mọi trường hợp hai phía Nga Phần Lan sẽ không thể quay trở lại hình thức hợp tác trước đây bởi Helsinki đã gia nhập khối quân sự hung hãn của NATO và hủy gần như hoàn toàn sự hợp tác với Nga. Vị đại sứ đồng thời cảnh báo, hành động khiêu khích lớn từ Phần Lan sẽ kích hoạt phản ứng của Nga. Đặc biệt, ông Kuznetsov tuyên bố, Nga chắc chắn sẽ đáp trả nếu vũ khí hạt nhân của NATO được triển khai trên đất Phần Lan. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích quyết định gia nhập NATO của Phần Lan. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, việc gia nhập NATO là bước đi vô nghĩa của Phần Lan và buộc ông phải điều vũ khí tới biên giới. Cùng thời điểm, thủ tướng Phần Lan Petri Oppo nhận định Nga không phải là bất khả chiến bại và kêu gọi các đồng minh vượt qua thách thức để ủng hộ Ukraine và làm suy yếu Nga, quốc gia bị xem là mối đe dọa lâu dài đối với châu Âu. Phần Lan mới gia nhập Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu vào tháng 4 năm 2023. Quốc gia Bắc Âu nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Trong tuyên bố được hãng thông tấn TASS công bố gần đây, Đại sứ nga tại Phần Lan Pavel Kuznetsov nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước không thể quay trở lại như xưa. Ông Kuznetsov nói: Sớm hay muộn mối quan hệ giữa hai nước láng giềng sẽ được khôi phục. Tuy nhiên điều đó sẽ không nhanh chóng như chúng tôi mong muốn. Helsinki đã mất đi phần lớn sự độc lập trong việc đưa ra các quy định về chính sách đối ngoại, thay vào đó bị phụ thuộc vào đường lối chính sách chung mà Washington và Brussels đang theo đuổi đối với Nga. Do đó không có chuyện quay trở lại hình thức hợp tác như trước đây bởi Phần Lan đã gia nhập NATO. Ông Kuznetsov cũng cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào của NATO được đặt trên lãnh thổ Phần Lan. Ông Kuznetsov nói thêm, tất nhiên chúng tôi không thể không đáp lại những quyết định mà chính phủ Phần Lan có thể đưa ra trong vấn đề này. Các bước đi cụ thể sẽ được phát triển tùy thuộc vào mức độ đe dọa thực sự mà những hành động này gây ra cho an ninh của Nga. Mặt khác, hồi tháng 2, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Thủ tướng Petteri Oppo cho biết nước này cũng không cho phép Mỹ đặt kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Respospolita của Ba Lan, Thủ tướng Oppo cho biết việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan là không cần thiết do chính Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng có thể cung cấp khả năng gian đe hạt nhân. Ông cho biết vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở một số quốc gia trong liên minh, như vậy là đủ để đảm bảo an ninh cho khối này. Phần Lan luôn khẳng định vũ khí hạt nhân sẽ không hiện diện trên đất Phần Lan ngay cả khi nước này đã trở thành thành viên NATO. Ở diễn biến khác, chính phủ Phần Lan từng tuyên bố sẽ kéo dài vô thời hạn việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đất liền với Nga cho đến khi có thông báo mới, đồng thời bổ sung một số cảng vào danh sách những nơi cấm lưu thông với nước láng giềng phía đông. Theo Reuters, Phần Lan khiến Nga khó chịu khi năm ngoái từ bỏ lập trường lâu dài về việc không liên kết quân sự và gia nhập liên minh NATO nhằm phản đối việc Moscow phát động hoạt động quân sự ở Ukraine. Quốc gia Bắc Âu này cũng ký một hiệp ước quốc phòng song phương với Mỹ. Song, mặc dù biên giới đóng cửa, vẫn nhiều người từ Nga xin tị nạn và chính phủ Phần Lan tin rằng con số này có thể tăng đáng kể khi thời tiết ấm lên. Chính phủ Phần Lan đã đưa ra kế hoạch ban hành luật tạm thời cho phép chính quyền biên giới chặn những người xin tị nạn tìm cách nhập cảnh từ Nga. Bên cạnh đó, Phần Lan cho biết họ quyết định đóng cửa ba cảng để treo thuyền giải trí trên các đảo Santio và hapasari của biển Baltic cũng như tại Lujama trên bờ hồ nội địa nằm giữa hai nước. Trong bài đăng trên Telegram gần đây, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã gặp một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ ở vùng Chernihiv giáp biên giới nga. Trang web của tổng thống Ukraine đưa tin phái đoàn bao gồm thượng nghị sĩ Johnny Ernst, đảng Cộng hòa các hạ nghị sĩ Oile Nicken, Tom Shoji, Mike Quigley, Đảng Dân Chủ, Ashley Ginson và Chuck Edwards, Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Ukraine đã thông báo cho các nghị sĩ Mỹ về tình hình trên chiến trường, cũng như những nhu cầu ưu tiên của quân đội Ukraine. Ông nói, tôi nhấn mạnh rằng điều quan trọng là quốc hội Mỹ phải thông qua quyết định hỗ trợ thêm cho đất nước chúng tôi càng sớm càng tốt, bằng một gói thích hợp để bảo vệ chúng tôi khỏi lực lượng Nga và cho những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa của chúng tôi. Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng khi đang ở thế phòng thủ dọc theo chiến tuyến dài khoảng 960 km ở miền đông. Ngoài ra, Ukraine cũng đang xây dựng thêm các công sự phòng thủ như bong ke, chiến hào và bãi mìn. Giới quan sát đánh giá, Ukraine cần có thêm đạn pháo để giữ vững phòng tuyến cho đến khi các công sự phòng thủ được hoàn thành và trước khi Nga tiến hành một đợt tấn công mới dự kiến vào mùa hè này. Tổng thống Ukraine cũng chia sẻ, một thượng nghị sĩ Mỹ đã đến Ukraine gần đây và hỏi sẽ ra sao nếu họ tức Washington, nói với các bạn gói viện trợ sắp tới sẽ là khoản vay hoặc các bạn sẽ không nhận gì cả. Tôi đã nói, chúng tôi có thể lựa chọn gì nếu từ đầu đã không có sự lựa chọn. Chúng tôi sẽ đồng ý mọi phương án viện trợ. Ông Zelensky khẳng định mấu chốt sự việc là Ukraine cần được tăng viện trong khoảng thời gian sớm nhất. Ông tuyên bố, nếu Nga tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày như trong tháng vừa qua, chúng tôi sẽ cạn kiệt tên lửa và các đối tác của chúng tôi hiểu rõ điều đó. Một năm trước, Ukraine đã kêu gọi Mỹ cung cấp bom chùm loại vũ khí vướng phải nhiều chỉ trích vì để lại đằng sau những quả bom chưa kích nổ, có thể tồn tại trong các khu vực xung đột trong nhiều thập kỷ, gây nguy hiểm cho dân thường. Kết quả là hiện nay, Ukraine có khá nhiều loại bom, đạn chùm có hiệu quả chống lại lực lượng bộ binh, nhưng có rất ít loại đạn có sức nổ mạnh. Về phía Nga, quân đội nước này đã phát triển các chiến thuật tương đối hiệu quả để tấn công các chiến hào trong điều kiện Ukraine không sử dụng pháo hạng nặng. Nga đã tận dụng cơ hội này tiến về phía trước bằng cách tiến hành các đợt pháo kích lớn trong khi máy bay của Moscow vẫn nằm ngoài phạm vi phòng thủ của Kiev. Trước đợt tấn công mới dự kiến diễn ra vào mùa hè, Nga đã bổ sung tân binh và lính nghĩa vụ vào hàng ngũ của mình, mà không cần một đợt huy động lực lượng giống như vào mùa thu năm 2022. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, quân đội Israel ngày 7 tháng 4 cho biết họ đã hoàn thành một giai đoạn khác trong việc chuẩn bị cho một cuộc giao tranh có thể xảy ra ở mặt trận phía Bắc với Liban và Syria tuyên bố của idf nêu rõ trong vài ngày qua chúng tôi đã hoàn thành một giai đoạn khác của công tác củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó xung đột của bộ tư lệnh phương bắc tập trung vào các kho dự trữ khẩn cấp để phục vụ việc tổng động viên binh sĩ cho idf khi được yêu cầu tuyên bố cho biết thêm lực lượng tại khu vực miền bắc israel sẵn sàng chuyển đổi từ trạng thái phòng thủ sang tấn công trước đó idf cho biết họ đã rút toàn bộ lực lượng mặt đất khỏi phía nam giải gaza ngoại trừ một lữ đoàn cùng ngày một phái đoàn Israel do người đứng đầu cơ quan tình báo Israel Mossad là ông David Bania dẫn đầu đã khởi hành đến Cairo để đàm phán về thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn với Hamas. Mỹ dự kiến tham gia cùng đại diện của Israel và Hamas trong cuộc đàm phán này. Trong diễn biến liên quan, lực lượng Hezbollah đã phóng tên lửa vào các tiền đồn của Israel ở Cao nguyên Golan để trả đũa các cuộc tấn công của nước này vào miền Đông Liban trước đó. Theo các nguồn tin giấu tên từ quân đội Liban, Hezbollah đã phóng tên lửa vào trụ sở bộ chỉ huy phòng không và tên lửa Israel tại doanh trại Kela và căn cứ pháo binh ở khu định cư Yohat nằm trên cao nguyên Golan. Trước đó, máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 3 cuộc tấn công ở vùng ngoại ô thị trấn Jinta, phía đông thành phố Hanbek và thị trấn An Safari cũng thuộc thành phố này. Đồng thời, Israel đã thực hiện 3 cuộc không kích khác vào các thị trấn và làng mạc ở phía đông và vùng trung tâm của khu vực biên giới miền nam Liban. Cùng với đó, pháo binh Israel đã phóng khoảng 50 quả đạn vào các thị trấn và làng mạc ở miền đông và miền nam Liban. Các cuộc tấn công mới nhất của Israel ở miền đông Liban diễn ra sau khi Hezbollah tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel trên lãnh thổ Liban. Biên giới Liban-Israel chứng kiến căng thẳng gia tăng kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah của Liban nã hàng chục quả tên lửa về phía Israel để hỗ trợ cuộc tấn công của Hamas vào Israel trước đó một ngày, khiến Israel đáp trả bằng cách pháo kích hạng nặng về phía đông nam Liban. Theo các nguồn tin từ Liban, các cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel đã khiến hàng trăm người ở phía Liban thiệt mạng, trong đó có các thành viên của Hezbollah và dân thường. Cùng thời điểm, phát biểu tại cuộc họp nội các đánh dấu 6 tháng kể từ khi xung đột nổ ra tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh Israel sẵn sàng cho một thỏa thuận, nhưng sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu phong trào Hamas không trả tự do cho các con tin. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đàm phán về lệnh ngừng bắn có sự tham gia các nhà hòa giải quốc tế chuẩn bị nối lại tại Cairo, Ai Cập một quan chức israel xác nhận phái đoàn của nước này sẽ tham gia vòng đàm phán mới nhất các vòng đàm phán ngừng bắn trước đó đã không đạt được kết quả vì israel yêu cầu hamas thả tất cả các con tin còn lại ở gaza trong khi lực lượng hamas nói rằng các con tin sẽ được phóng thích từng giai đoạn và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài thủ tướng anh rishi sunak cũng đã hối thúc phong trào hamas thả các con tin và kêu gọi tạm dừng giao tranh ngay lập tức tại gaza trong khi đó trong bài báo đăng trên tờ the sunday times Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố sự ủng hộ của Anh đối với Israel phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ nạn đói trên quy mô lớn nếu Israel không cho phép thêm hàng cứu trợ vào Gaza. Trước đó, Anh thông báo sẽ cung cấp một tàu hải quân để tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm vận chuyển hàng cứu trợ vào Gaza. Theo cơ quan y tế Giải Gaza, tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi khi cuộc xung đột tại Gaza kéo dài được 6 tháng. Mới đây, Bộ Quốc phòng Syria cho biết máy bay quân sự Israel phóng tên lửa từ cao nguyên Golan vào thủ đô Damas, đánh trúng tòa nhà lãnh sự thuộc khu vực Đại sứ quán Iran. Đại sứ Iran tại Syria, Hossein Akbari, cáo buộc Israel sử dụng tiêm kích F-35 phóng 6 tên lửa nhắm vào tòa nhà ngoại giao. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, 7 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao lực lượng đặc nhiệm Quds Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc mô tả vụ tập kích vi phạm trắng trợn hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao và lãnh sự. Phái đoàn kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công và cho biết Tehran duy trì quyền thực hiện phản ứng quyết liệt. Trước tình hình đó, truyền thông Israel hôm mùng 6 tháng 4 cho biết Iran đã ra lệnh báo động với toàn bộ các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực diện với Israel nhằm đáp trả cuộc không kích nói trên. Theo một số nguồn tin Israel, hai quan chức Iran đã tiết lộ với tờ The New York Times của Mỹ rằng Tehran đã quyết định sẽ tiến hành tấn công trực diện vào Israel. Song song với đó, quốc gia hồi giáo cũng ra lệnh báo động cao với toàn bộ các lực lượng vũ trang nhằm sẵn sàng cho kịch bản gia tăng căng thẳng. Truyền thông cũng như chính giới Iran chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chính thức, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri khẳng định đòn đáp trả của nước này sẽ gây thiệt hại tối đa và khiến Israel phải hối hận. Iran sẽ cân nhắc thời gian phù hợp cho đòn giáng trả cùng một kế hoạch thực hiện chu toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 7 tháng 4 cho biết đang sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản có thể xảy ra với Iran khi Israel đang trong cảnh giác cao độ cho một cuộc tấn công trả đũa từ Tehran. Trang tin tức Asius của Mỹ vừa qua cũng đăng tải thông tin, giới chức Israel tuyên bố họ nắm thông tin tình báo cho thấy Iran có thể tấn công Israel từ lãnh thổ Iran bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái drone. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Joab Galan của Israel ra thông cáo sau khi ông có buổi đánh giá tình hình hoạt động với các sĩ quan quân đội cấp cao. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong thông cáo rằng sau khi hoàn thành việc đánh giá, Bộ trưởng Galan nhấn mạnh rằng cơ quan quốc phòng đã hoàn tất các chuẩn bị cho việc ứng phó trong bất kỳ kịch bản nào có thể diễn biến với Iran. Israel chưa xác nhận đứng sau vụ tấn công nhưng ám chỉ đang hoạt động chống lại Iran quốc gia ủng hộ các nhóm Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban. Mỹ cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và đề phòng một cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo quyết định không cho binh sĩ nghỉ phép. Quyết định này áp dụng với tất cả các đơn vị chiến đấu. Tuyên bố của IDF nêu rõ, theo đánh giá tình hình, chúng tôi quyết định tạm dừng việc nghỉ phép đối với tất cả các đơn vị chiến đấu của IDF. Việc triển khai lực lượng đang được đánh giá liên tục theo yêu cầu. IDF đã điều động lực lượng dự bị để tăng cường phòng thủ trên không. Mới đây, Israel được cho là đã tấn công tòa nhà lãnh sự nằm trong khuôn viên đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) là chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi cùng một số nhà ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên. Trước tình hình đó, tờ Times of Israel ngày 6 tháng 4 đưa tin, Iran đã đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động cao, động thái được cho là một phần trong tiến trình trả đũa vụ tấn công của Israel nhằm vào lãnh sự quán Iran tại Syria vừa qua. Đáng lưu ý, chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi là chỉ huy lực lượng Quds của IRGC tại Liban và Syria và là tướng cấp cao nhất của Iran thiệt mạng trong các vụ tấn công cáo buộc giới Israel tiến hành kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, ngày Hamas phát động tấn công vào Israel đến nay. Sự thiệt mạng của ông Zahedi là một đòn giáng mạnh vào IRGC hùng mạnh của Iran, khiến lực lượng này sụp sôi trả đũa. Chưa tính tới quân đội quy ước của Iran, theo Reuters, riêng IRGC đã có quân số ước tính lên tới 125.000 người, sẵn sàng giáng đòn khốc liệt nhằm vào Tel Aviv. Đáng nói, cùng ngày 6 tháng 4, không bao lâu sau khi Iran báo động toàn quân và truyền thông Israel Mỹ liên tục báo động về cuộc tấn công khó lòng tránh khỏi từ Iran. Một căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Dayanjor hay Dayanjor, Đông Syria đã bị tấn công bằng tên lửa. Hãng tin Sputnik của Nga, chi nhánh Ả Rập, trích dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận ngay trong chiều ngày 6 tháng 4, khi một số tên lửa đánh trúng vào căn cứ của lực lượng Mỹ tại mỏ khí đốt Konico, khói đen bốc lên dày đặc trên bầu trời. Tiếp đó, theo hãng thông tấn nhà nước Cộng hòa Hồi giáo IRNA, một đợt tấn công khác bằng UAV cảm tử đã nhằm vào căn cứ quân sự tại Tenef, tỉnh Homs, Syria, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân. Giới phân tích nhận định, hai cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ trong ngày 6 tháng 4 nhiều khả năng do các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực tiến hành. Những cuộc tập kích tương tự vào căn cứ Mỹ từng được ghi nhận trong quá khứ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý nằm ở chỗ, chúng diễn ra sau khi Iran yêu cầu Mỹ đứng qua một bên trong bối cảnh Tehran đang chuẩn bị đòn tấn công trả đũa khốc liệt nhằm vào Israel. Theo kênh tin tức NDTV, ngày 6 tháng 4, trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mohammad Jamsidi, phó tránh văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị của Tổng thống Iran cho biết, Tehran đã gửi một thông điệp bằng văn bản tới Washington, trong đó cảnh báo Mỹ không nên để mình bị kéo vào bẫy của Thủ tướng Israel Netanyahu. Thông điệp đồng thời khuyến cáo Mỹ nên tránh sang một bên để không bị tấn công chuyên gia Gizem Nisa Sebi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhận định, đây có thể là đòn cảnh cáo mà Iran dành cho Mỹ trước khi chính thức tiến hành vụ tấn công trả đũa. Nếu các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ chưa phải là sự khởi đầu cho đòn trả đũa của Iran, vậy thì khi nào Tehran mới chính thức hành động? CBS News dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, Iran có thể phát động tấn công trước khi tháng Ramadan kết thúc trong tuần tới, ngày 9 tháng 4. Song giới chức Mỹ cảnh báo, cuộc tấn công trực tiếp của Iran nhằm vào Israel có thể sẽ khiến cuộc xung đột Israel-Hamas mở rộng thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Bên cạnh đó, Israel sẽ buộc phải tiến hành một cuộc trả đũa đáng kể, đẩy căng thẳng giữa hai phía ngày càng gia tăng. Cũng liên quan đến cuộc tấn công của Israel và lãnh sự quán Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh, chúng tôi lên án vụ tấn công này, an ninh của các cơ quan ngoại giao không thể bị xâm phạm, chủ quyền, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần được tôn trọng. Đồng quan điểm, Bộ Ngoại giao Nga cũng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công trên, cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được. Họ nói, chúng tôi coi bất kỳ cuộc tấn công nào và các cơ sở ngoại giao và lãnh sự là không thể chấp nhận được. Quyền bất khả xâm phạm của những nơi này được đảm bảo bởi các công ước viên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!